Chào các bạn, chào mừng các bạn tới với kênh Y học và Khoa học. Trong y học cổ truyền, khi chẩn đoán người bệnh là hư chứng hay thực chứng có ý nghĩa rất quan trọng. Chỉ chẩn đoán đúng thì người thầy thuốc mới đưa ra được pháp điều trị hợp lý nhất. Hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn những nội dung chính trong chẩn đoán bát cương về hư chứng và thực chứng. Phần 1 là về nội dung. Đầu tiên là chứng hư. Hư là chính khí hư, gồm âm hư, dương hư, khí hư, huyết hư. Nguyên nhân là do tiên thiên bất túc và hậu thiên mất điều hòa gây nên. Hậu thiên mất điều hòa thể hiện ở các mặt, tiêu hóa hấp thu kém, da yếu, bị bệnh lâu, chữa sai hại chính khí hoặc tà khí làm tổn thương chính khí. Biểu hiện lâm sàng chung, tinh thần ủy mị, tim đập hồi hộp, người mệt mỏi, vô lực, đau thiện án, thích xoa bóp, ăn kém, mạch tế nhược. Nguyên tắc điều trị theo pháp chung là bệnh hư thì bổ, còn hư bổ mẹ. Nội dung tiếp theo là về chứng thực. Thực là tà khí thực do ngoại tà xâm nhập vào cơ thể hoặc do hoạt động của tạng phủ bị rối loạn tạo nên như khí trễ, huyết ứ, đàm ẩm, thủy thấp, vân vân. Biểu hiện lâm sàng chung, thở thô, bồn chồn, đầy trướng, đau cự án, diêu lưỡi dày cáo, mạch thực hữu lực. Nguyên tắc điều trị: bệnh thực thì tả, mẹ thực tả con. Phần 2 là các hiện tượng khác. Đầu tiên là chứng hư thực thắc tạp. Hư thực thắc tạp là chứng hư và chứng thực cùng xuất hiện. Có các hình thức sau. Chứng hư thêm chứng thực, ví dụ trên bệnh nhân ho, diễn do phế khí hư lâu ngày sinh đàm ẩm, thủy thấp, huyết ứ trệ gọi là chứng hư trung hiệp thực, tức là trong hư có thực. Chứng thực thượng hạ hư, ví dụ bệnh có thắt lưng mỏi đau, hạ hư, lại có đầu mặt bốc nóng từng cơn, thượng thực, cũng gọi là chứng hư trung hiệp thực. Chứng thực thêm chứng hư. Bệnh nhân cổ trướng, ỉa đái không lợi, chứng thực, lại có người gầy ăn kém, mệt mỏi, mạch huyền tế, chứng hư, gọi là chứng thực trung hiệp hư, trong thực có hư. Thứ hai là hiện tượng chân giả. Chứng chân thực giả hư, do nhiệt kết ở trường vị, đàm thực úng trệ làm cho kinh lạc bị trở trệ, khí huyết không đi ra ngoài được. Biểu hiện tinh thần chậm chạp, người lạnh chi lạnh, mạch trầm, giả hư, song tiếng nói to, thở thô, mạch tuy trầm nhưng hữu lực chân thực. Chân hư giả thực, chứng này do khí huyết trong nội tạng không đủ, vận hóa của tỳ kém. Biểu hiện bụng đầy, chứng đau, mạch huyền, bụng đau có lúc giảm nhẹ, giả thực, song bụng đau mà không cự án, lại thích xoa, mạch tuy huyền nhưng vô lực, chân hư. Trên đây mình đã giới thiệu với các bạn những nội dung khái quát của biện chứng hư thực trong chẩn đoán bát cương. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video.